Lễ. 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 Pháp của chúng con đệ tử.
Thánh Tăng Hộ Pháp Long Thiên Nhất Thiết Thiện Thần, cầu xin từ bi nhiếp thọ cho chúng con được trượng thừa công đức mà tiêu trừ tội chướng, đại nguyện cho tất cả những ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề hết một báo thân này, đồng sinh nước Cực Lạc, giới hương định hương giữ tuệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cung giảng thập phương tam bảo thiền. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chẳng thiên cổ với tất cả chúng sinh.
Yeah.
Yeah.
Những người sinh hoạt trong cõi cực lạc cũng đều như vậy,
khi trí huệ hiện tiền thì phá mê khai ngộ như mặt trời giữa ban ngày, như thần dược trị liệu các bệnh, cho nên nói rằng niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật này có thể diệt được những thống khổ trong tám vạn ức kiếp sinh tử. Được sự lợi ích như thế, không có lời nào mà nói cho hết được. Bây giờ là tu hành niệm để tăng thời Phật sự. Lại nói tất cả đại chúng trong pháp hội đây đồng thanh tương ứng, nói một câu phải nói như thế nào. Nhất tâm niệm Phật, nguyện thành Phật, trong ao bảy máu hoa sen nở. Ah.
Thank you.